Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bước Ngoặt Channel của chúng mình Trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi bộ ra cái bến xe buýt để các bạn có thể hình dung ra được là với cái lạnh âm 19, 20 độ như thế này thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cái việc chờ xe buýt nhá Nhưng trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe kênh Bước Ngoặt Channel của mình để mà tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống tại thành phố Winnipeg Manitoba nói riêng cũng như là cuộc sống tại Canada nói chung. Như các bạn đã thấy thì hiện nay ngoài trời lúc này đang là âm 20 độ và các bạn vẫn nhìn thấy là mọi người đang trên đường đi bộ như thế này và các bạn cũng sẽ dễ nhận thấy cái trang phục của mọi người tham gia trên đường thì cũng khá là đầy đủ khăn, găng tay và mũ cẩn thận vì với cái lạnh mà âm tầm khoảng 19 20 độ như thế này này thì thực tế là cũng không khó khăn lắm để mà các bạn có thể là đi bộ vì vậy mà nếu các bạn trang bị đủ ấm thì cũng sẽ không khó cho cái việc đi lại Bây giờ thì mình đang đi cùng với lại một cô bạn trên đường đi học về Các bạn sẽ nhìn thấy là cái xe đẩy của cô ấy được trang bị một cái lớp ni lông ở bên ngoài Với mục đích là chắn gió nhằm giúp các em bé ngồi trong cái xe đẩy được ấm áp hơn Thực ra thì với cái thời tiết âm 19, âm 20 độ này nếu như mà các bạn đi ngoài trời lâu mặc dù có găng tay là găng tay len nhưng nếu như các bạn không đút về túi áo thì nó vẫn có thể là khiến các bạn bị lạnh và đau tay đặc biệt nhất là cái phần gọi là má và mũi thế nên là vào mùa đông thì thông thường mọi người sẽ dùng khăn để mà che cái phần má và mũi đi hoặc nếu không thì nó có cái loại mũ len để mà khi mà đội vào thì nó sẽ cũng sẽ che kín được cái phần má và mũi đấy nó sẽ giúp cho mọi người có thể là đi bộ lâu hơn dưới trời tuyết và nếu như mà với cái thời tiết âm 19 âm 20 độ như thế này thì nếu bạn là ngại mặc những cái quần ski pan thì các bạn có thể là mặc tăng hai lớp quần lên và đặc biệt là với những người mà mới sang trong cái thời tiết này thì có thể là đi lồng đến hai đôi tất tuy nhiên là những người mà ở lâu rồi thì một đôi tất cũng vẫn là ổn nếu như mà kèm theo là một đôi giày ấm nữa khi mà nhìn mọi người đi bộ ở trên đường thì các bạn sẽ thấy rằng mọi người vẫn không lấy gì làm vội vã cho lắm và đi rất là enjoy với lại cái thời tiết như thế này với các em nhỏ ở Canada, đặc biệt là những em mà được sinh ra ở Canada ấy, thì mình thấy là các em thích nghi khá là tốt với lại thời tiết ngay từ khi còn bé xíu. Mình nhớ là có lần vào mùa đông năm ngoái lúc mà mình đi vào cái home report để tìm đồ thì mình có gặp một em bé xíu 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 chắc cỡ độ khoảng 1-2 tháng thôi mặc dù lúc đó bên ngoài trời tầm khoảng âm 20 âm 30 gì đó thế nhưng mà em bé vẫn được uh, bố mẹ đưa đi uh, mua sắm cùng và mình hình dung tới việc là các em nhỏ ở Việt Nam mình ý, khi mà mùa đông ý, đặc biệt là các em ở Hà Nội vào mùa đông thì các em được che chắn khá là kỹ. Phía trước thì uh, các bạn cũng sẽ thấy là một em bé khác cũng được uh, mẹ đẩy đi và em uh, được uh, che uh, kín để tránh gió trong trường hợp mà trời nó có gió. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn lại gần cái bến xe buýt để các bạn có thể hình dung thêm về cái việc đợi xe buýt ở Winnipeg Manitoba nó ra làm sao. Phía trước mặt các bạn thì lại là một bà mẹ nữa cũng đang đẩy xe nôi à, em bé đi à, dạo trên phố và các bạn à, thấy rằng là với cái xe buýt ở Canada ấy thì nó sẽ có chỗ dành riêng để mà các bà mẹ có em bé nhỏ có thể để được cái xe đẩy. đây là cái tuyến đường chính nên cho nên là với các điểm chờ xe buýt sẽ có cái nhà chờ như thế này nếu mọi người uh, sợ lạnh thì có thể làm vào phía trong các cái nhà chờ này để mà uh, được uh, ấm hơn khi uh, trong lúc đợi xe buýt và nếu như mà với một số điểm sẽ không có nhà chờ như vậy thì các bạn có thể là dùng những cái app để mà căn cái giờ xe tới. Bởi vậy một trong những cái lý do mà các bạn có thể là tìm kiếm nhà thuê ở những cái trục đường chính để mà thứ nhất là có đó, cái lượng xe buýt sẽ chạy nhiều hơn và không phải chờ đợi lâu và cái điều rất là khó chịu của khi mà chờ xe buýt ý là nếu các bạn ra chậm đôi khi chỉ một 2 phút thôi là các bạn lại phải chờ thêm độ khoảng 10 phút nữa chẳng hạn thì mới tới cái lượt xe kế tiếp. Và các bạn cũng vừa nhìn thấy là mọi người có vẻ như là không bị vội vã và trông thì rất là thong dong khi mà chờ xe buýt hay là đi bộ trên đường dưới cái lạnh âm 19 âm 20 độ bởi vì là mọi người đã quen với cái thời tiết này rồi phía trước mặt các bạn thì là những người người ta hút thuốc lá người ta đứng ở bên ngoài bởi vì ở Canada nói chung ý, thì sẽ có một số những cái địa điểm dành cho người hút thuốc riêng nên không phải chỗ nào cũng có thể là hút thuốc được bởi vậy mà nếu như mà ai đó thích hút thuốc thì có thể như là Canada sẽ không phải là một cái điểm đến mà đặc biệt là Winnipeg, bởi vì là khi hút thuốc ấy thì mọi người sẽ phải đứng ra ngoài trời lạnh để mà hút thay vì là đứng ở trong các cái tòa nhà. Và có lần thì mình đã nghe được cái câu chuyện rằng có một anh bị nghiện hút thuốc khi mà đi sang Canada để khảo sát ấy thì dưới cái lạnh âm 19 âm 20 độ này anh bắt buộc phải đứng ở phía bên ngoài để mà Hút cho xong điếu thuốc thì mới được đi vào Và sau chuyến đi đó thì Anh đã nói rằng là phải cai thuốc thôi Nếu như mà muốn tới Canada để định cư Bởi vì là trong tương lai có thể là sẽ gặp phải những tình huống kiểu như vậy Thế cho nên là nếu như mà các anh chị nào mà đang hút thuốc ấy Thì nhớ lưu ý tới vấn đề này Để mà có cái phương án Có thể là ngừng hút thuốc trước khi tới Canada để định cư nhá Và đặc biệt nữa là thuốc lá ở canada bán cũng rất là đắt nữa cho nên là nếu như mà mọi người không hút thuốc ấy, thì nó cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá cho cái ngân sách eo hẹp khi mà mới tới canada để định cư thì đó là cái hình ảnh mình ghi lại ở cái bến xe buýt để mà các bạn có thể hình dung thêm về cái việc chờ xe buýt ở canada vào mùa đông ấy, thì nó không đến nỗi quá là khó khăn đâu nhưng mà các bạn thì phải chú ý nếu như mà các bạn ở những cái tuyến đường nhỏ sẽ không có những cái khu vực nhà chờ như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái phần thời gian khi mà các bạn chờ đợi. Và với cái lạnh âm 19 âm 20 độ nếu như mà các bạn đi bộ ngoài trời tầm độ khoảng dưới 30 phút đi thì nó cũng không đến nỗi quá khó khăn đâu để nếu như mà ai đang nghĩ về cái việc là đi bộ tầm độ khoảng 500 m đến một cây số mà cảm giác là không biết có chịu được không thì các bạn cứ yên tâm bởi vì là khi mà các bạn mặc đủ quần áo ấm ý, thì cái việc đi ngoài trời tầm độ khoảng 15-20 phút thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới sức khỏe vì trước mặt các bạn các bạn sẽ nhìn thấy mọi người đang đi bộ nhưng không có vẻ gì là vội vã cả mà trông rất là thong rong. thì các bạn cũng sẽ đủ hình dung thấy rằng là nếu trang bị đủ quần áo ấm thì cái việc đi lại ngoài trời giữa cái lạnh âm 19 âm 20 độ thì này nó không đến nỗi quá là vất vả và đáng sợ như là mọi người vẫn từng nghĩ. Vì khi mà sang tới Canada thì cái cơ thể của các bạn sẽ được thích nghi tốt hơn và sẽ được điều chỉnh bởi vì ví dụ như cá nhân mình chẳng hạn khi mà tới thời điểm này mà mình nhắc tới nhiệt độ ngoài trời âm 19 âm 20 độ thì nó cũng rất là bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Và thậm chí là mình còn mong đợi cái nhiệt độ của mùa đông nó sẽ tầm khoảng là như vậy Vì thực tế trong cái tháng 11 vừa rồi thì nhiệt độ nó mới chỉ tầm quanh, quanh quanh âm 10, âm 15 độ trở xuống Và mình thấy là như vậy thì nó có cảm giác thiêu thiếu một cái điều gì đó Vì mình đang quen với cái việc mong đợi là nhiệt độ tháng 11, tháng 12 nó âm tầm khoảng 2, chục độ và đây là một số những cái thông tin cơ bản để giúp các bạn có thể hiểu thêm về một cái góc cạnh mùa đông ở Winnipeg Manitoba và giúp cho các bạn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hơn cho một mùa đông ở Winnipeg Manitoba. Nếu như mà có bất cứ vấn đề gì chưa rõ hay là bạn muốn tìm hiểu thêm về mùa đông ở Winnipeg Manitoba thì các bạn cứ để lại comment ở phía bên dưới nhé. Bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.